Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay là video đầu xuân ngày mùng 4 Tết, đây mình xin phép khai xuân và đây mình xin chúc kính chúc tất cả các bạn cùng toàn thể gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cũng như tất cả mọi sự thì đều như ý của các bạn nhé. Hôm nay với video đầu xuân, bên mình sẽ có một mini game đầu xuân để dành tặng cho những bạn may mắn đó. Thì hôm nay các bạn sẽ cái này thì nó rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần đoán đúng hai số cuối của cái số series tờ 50.000 này, tờ màu đỏ này, để cho cả một năm có màu gọi là màu hồng màu đỏ các bạn nhé. Đấy, một năm rực rỡ. Các bạn để ý cho mình, đây là hai số đầu của dãy số series là số 22, và các bạn chỉ cần đoán đúng hai số sau cùng của cái số series này, bên mình sẽ chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của các bạn nhé. Phần quà này nó sẽ có giới hạn cho ba bạn đầu tiên các bạn nha. Ba bạn đoán đúng đầu tiên thì các bạn hãy comment tên của các bạn, sau đó là đến cái hai cái số series các bạn nhé. Đó thì bên mình sẽ sau khi mà các bạn đoán đúng thì bên mình sẽ công bố vào đầu video kế tiếp của video này các bạn nhé. Đây là tờ 50.000 đó, để gọi là vui xuân đầu năm thôi các bạn nhé. Đấy, tờ 50.000 này bên mình sẽ bỏ ra các bạn nhé. Đấy. Và nhân dịp đầu năm thì bên mình cũng sẽ miễn phí ship cho những đơn hàng từ mùng 4 cho đến mùng 10 âm các bạn nhé. Từ mùng 4 đến mùng 10 âm các bạn mua, bên mình sẽ vẫn luôn luôn miễn phí ship cho các bạn đó. Và bên mình mua bán hàng thì rõ ràng luôn, máy móc có như thế nào bên mình sẽ review cho các bạn. Các bạn ưng ý sản phẩm nào thì có thể là liên hệ với bên mình theo cái số hotline hoặc là số Zalo bên mình đang để ở trên màn hình của các bạn. Và bây giờ mình xin bắt đầu video đầu xuân bằng những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng Mobile, từ những chiếc Samsung trước các bạn nhé. Đầu tiên sẽ nói đến là đó là một số gọi là tròn chỉnh, đây là chính là một S10e. Đấy, S10 tức là số 10 này, số tròn chỉnh, mong cả một năm được tròn chỉnh luôn. Đấy, đây là một cái S10e, ngoại hình của nó thì đẹp tầm 99%. Đấy, đây là phiên bản Mỹ, bản 1 SIM, chạy chip Snapdragon 855, RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB, 1 SIM, màn trắng sáng, không ám ố. Cái này bên mình giá chào xuân cho bạn là 2.900.000, máy màu xanh, 2.900.000. Tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc và một tai nghe luôn các bạn nhé, miễn phí ship. Tiếp đến nữa đó là một chiếc Z Flip 3. Đấy, một chiếc Z Flip 3 các bạn nhé. Một chiếc Z Flip 3 phiên bản máy màu đen. Đấy, máy một SIM vật lý, một eSIM. Màn hình thì trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Và một chiếc Z Flip máy màu vàng cát. Đấy, cả hai đều là bản Việt, một chiếc đều là một SIM vật lý, một eSIM, ngoại hình đẹp 99%. Đây, gáy của nó cũng đẹp luôn các bạn nhé, không có xước sát gì cả. Bên mình đang để cho các bạn giá chào xuân là 5.400.000. 5.400.000, hàng zin đẹp, đầy đủ tính năng, được tặng các bạn là một bộ sạc và bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Một chiếc Note 20 Ultra phiên bản Mỹ, máy màu nâu cà phê, ngoại hình của nó là hàng zin đẹp, giá chào xuân là 7.900.000, tặng sạc, tặng ốp, tặng dán màn hình, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1, màn zin trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình các bạn nhé. Con này thì chip Snapdragon 865 Plus đó. Màn hình của nó thì là 6.9 inch, độ phân giải là Dynamic 2K+, RAM 12, bộ nhớ 128GB. Đấy, ngoại hình đẹp 99%, 7.900.000. S22 nhỏ phiên bản Hàn, máy một SIM, bản 5G, ngoại hình của nó là hàng zin đẹp, máy màu trắng, RAM 8, bộ nhớ 256GB, chip Snapdragon 8 Gen 1. Bên mình đang để cho bạn giá là 7.000.000 các bạn nhé. Giá là 7.000.000, tặng ốp, tặng sạc, tặng dán màn hình, cũng bảo hành đầy đủ 3 tháng lẫn 1 đổi 1. S22 Plus
Con này ở trong năm bên mình bán 6,4 triệu, nhưng video này bên mình sẽ để cho bạn giá là 6,2 triệu. Máy màu trắng, ngoại hình của nó là một chiếc hàng A luôn, hàng A. Nhưng con này nó bị bầm màn và vết bầm này không bao giờ loang, với kinh nghiệm bán hàng được 6 năm rồi. Trước bên mình cũng bán hàng đốm, hàng bầm. Những cái đốm như này, cái bầm, vết bầm nhẹ như này các bạn dùng có thể là nó sẽ hết. Và đây là những chiếc máy hàng zin nguyên bản, chưa qua sửa chữa gì cả, áp suất còn căng đét luôn. Rồi, áp suất căng đét luôn các bạn nhé. Bản hàn RAM, đây để mình xem lại RAM. RAM 8, ổ nhớ 256GB các bạn nhé. Máy 1 SIM, bên mình đang để cho các bạn giá 6,2 triệu. Lốp 10 Plus đấy, con này là bản Mỹ, hồi đề bản Mỹ các bạn nhé, chạy chip Snapdragon này đấy. Con này thì ngoại hình của nó là một chiếc máy hàng zin đẹp đấy, và lưng của nó thì có hơi xước phẩy nhẹ một chút, lưng hơi xước phẩy nhẹ một chút này đấy. Thì là do dùng ốp thôi chứ không có gọi là quăng quật gì đâu đấy. Màn cũng đẹp, màn cũng đẹp, bút biếc đầy đủ, sử dụng đầy đủ luôn đấy. Trong năm bên mình đang để cho bạn giá 6 triệu thì video đầu xuân bên mình sẽ để cho các bạn với giá của nó là 5,8 triệu. 5,8 triệu. Màn đẹp, không ám ố, không lưu hình, không gì cả, nói chung là đẹp full chức năng. Máy là một SIM, chạy chip Snapdragon. Giá 5,8 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện và bảo hành đầy đủ luôn. Tiếp đến nó là một chiếc S9 Plus. Đây các bạn, nếu mà các bạn đã từng xem kênh của bên mình thì cũng biết đây là một cái tem của bên mình đã từ phải đến 4 năm nay rồi. Cái tem này đã đến 4 năm nay rồi. Đây các bạn, khách mua của mình từ lúc hàng đốm nhá. Đấy, từ lúc hàng đốm như nào giờ vẫn đốm như thế, màn vẫn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đó, đây là S9 Plus. Đấy, để cho con này nó là bản Việt Nam. Đấy, hai SIM vật lý luôn. Và RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó 128GB, hay còn gọi nó là bản đặc biệt. Bình thường các bạn chỉ có RAM 6, bộ nhớ 64 thôi, nhưng đây được RAM 6, bộ nhớ 128. Màn trắng sáng, không ám ố, chỉ một vết đốm và không loang các bạn nhé. 4 năm rồi không loang thì giờ chắc chắn các bạn dùng cũng sẽ không loang. Đấy, như con máy này bên mình sẽ để cho các bạn với giá của nó là 1,5 triệu. Ngoại hình của nó là xước xấu nhá, ngoại hình của nó là xước này. Đấy, đây là xước này, nhẹ thôi, không có vết cần móp gì nhá. Đấy, lưng của nó là ok này. Đấy, lưng đẹp, mặt đẹp, viền có xước, tặng các bạn cái ốp lưng, rồi tặng các bạn một bộ sạc. Đấy, để cho bạn giá là 1,5 triệu các bạn nhé, 1,5 triệu thôi. Đấy, lưu trữ rồi, cũng như là cái dòng S9 Plus này thì khỏe rồi, các bạn nếu là fan của Samsung thì chắc chắn sẽ biết đến dòng S9 Plus này, rất ít lỗi, rất khỏe. Đây chẳng qua là do va đập khi mang về thôi. Đấy, còn lại là ok các bạn nhé, có ghi âm cuộc gọi bình thường. 1,5 triệu các bạn nhé. S22 Ultra phiên bản Mỹ, ngoại hình của nó là hàng zin keng saben, hàng siêu lướt. Đây, siêu viền còn. Đấy, siêu viền còn, bút biếc sử dụng đầy đủ. Đây, siêu lưng còn này. Đấy, màn này cũng dán để cho chống xước này. RAM 12 bộ nhớ, RAM 8 bộ nhớ 128GB, chạy chip Snapdragon 8 Gen 1. Và con này bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 12,400,000. 12,400,000 các bạn nhé. Hàng zin nguyên áp luôn, hàng siêu lướt, hàng này là xuất trong siêu thị này. Đây, cơ bản Mỹ là nó có cả cái anten 5G ở đây các bạn nhé. Đấy, rất đẹp này. Bản 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM. Hàng zin keng, máy màu đen. Bên mình có cả đen cả xanh nhá. 12,400,000. Tiếp đến là một cặp S20 Plus phiên bản Mỹ và bản Nhật. Màu xám là bản Nhật, màu đen là phiên bản Mỹ, cả hai đều là hàng zin đẹp, hàng A luôn các bạn nhé, hàng zin đẹp lung linh luôn. Đấy, cả hai đều zin đẹp. RAM 12,
bộ nhớ của nó là 128GB và cùng chạy chip Snapdragon. Về bản Mỹ thì là nó có hai SIM, một SIM vật lý, một eSIM. Về bản Nhật thì là nó có một SIM đó. Và bên mình đang để cho các bạn đồng giá là 4.700.000 các bạn nhé. Trước trong Tết là bên mình đang bán là 4.800.000, nhưng mà hôm nay video đầu xuân bên mình xin để 4.700.000 và vẫn miễn phí ship cho các bạn đó. Hàng thì chắc chắn rồi, zin đẹp nguyên áp, tất cả đều zin đẹp nguyên áp luôn, màn trắng sáng, không có ám, không có ố, không có lưu hình gì cả. 4.700.000 các bạn nha. Rồi tiếp đến đó là một cặp S21 phiên bản Mỹ, S21 nhỏ hay còn gọi là S21 thường. Đấy, ngoại hình của nó thì zin đẹp rồi, cấu hình thì khỏi phải nghĩ. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó 128GB. Đấy, chip Snapdragon 888 mà 120Hz cũng giống như S20 Plus. Zin nguyên áp, nói chung máy đẹp, không có ám ố gì cả. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 5.400.000, 5.400.000 các bạn nhé. S21 hàng đẹp 99%. Ok, về Samsung vẫn còn Samsung đây nữa, đó là Note 20 phiên bản Mỹ, ngoại hình của nó là hàng zin phẩy, có sức nhẹ theo năm tháng. Bên mình để cho các bạn với giá của nó là 4.800.000, 4.800.000, máy đầy đủ tính năng, cam kết zin nguyên bản, bao zin cho các bạn luôn, máy màu lâu. Nó chỉ có xước xước này là do dùng ốp thôi các bạn nhé. Màn chẳng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Bút viết sử dụng đầy đủ, hai SIM, một SIM vật lý, một eSIM và chạy chip Snapdragon các bạn nhé. Giá chỉ có 4.800.000. S21 Ultra phiên bản Hàn. Đấy, ngoại hình đẹp 98-99%. Zin nguyên bản, nguyên áp. Màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 8.300.000, 8.300.000 các bạn nhé. Rồi, tiếp theo đến dòng iPhone. iPhone thì đây, cây dòng của Apple. Đây, quả táo cắn giờ. Bên mình có một cây iPad Pro 9.7 bản 32GB. Đấy, pin của nó là 99%, sạc có 35 lần thôi. Đấy, đây là bản nắp SIM các bạn nhé. Đây là bản nắp SIM. Đấy, 4 loa. Con này có 4 loa luôn. Các bạn nghe phim, xem phim cực sướng luôn. Đấy, chân sạc này trắng tinh này, như là chưa sử dụng luôn. Đấy, con này thì bên mình đang để cho các bạn cây hàng siêu lướt này là 4.300.000 các bạn nhé. 4.300.000, màn trắng sáng, không ám ố, không lưu hình. Đó, tặng các bạn một bao da, một bộ sạc siêu nhanh. Đó, rồi tiếp đến là một chiếc máy có thể nói là rất rẻ của dòng táo cắn giờ. Đây chính là một chiếc iPhone 6s, máy màu hồng, ngoại hình của nó là zin luôn. Máy đây thì là nó có hơi xước sát. Đấy, hơi xước sát, nói chung là vỏ xấu đi. Đấy, đấy chắc chắn là vỏ zin. Camera các bạn nhìn này, đen nhánh luôn này, không có ánh xanh, ánh trắng gì cả. Vỏ thì chắc chắn rồi. Dòng 6S là nó run rế thì các bạn cũng thừa biết nhá. Đấy, chỉ có dòng 6S là nó mới bị run rế. Và đấy là những chiếc máy zin. Đấy, màn đây là những chiếc màn đã thay rồi các bạn nhá. Nói chung đây là dòng 6S, pin thay, màn thay rồi. Đấy, nhưng được cái máy nó vẫn còn ngon. Mà vân tay mất rồi, vân tay cũng thay rồi nhá, không có vân tay nhưng mà bấm bình thường. Đấy, con này đang chạy US 15.5.1 bản 32GB. Đấy, máy để cho các bạn chống cháy, pin thì đã thay 100% rồi. Đấy, máy rất mượt nhá. Cái này bản quốc tế 6S 32GB, để cho các bạn với giá của nó là 850.000, 850.000 các bạn nhá. Đấy, bảo hành 1 tháng các bạn, bởi vì giá rẻ rồi. Và giá này mình cam kết là nó còn rẻ hơn cả iPhone 6 thường cũng như là iPhone 5S. Đấy, nên là các bạn nếu cần điện thoại chống cháy thì hãy lấy những chiếc máy như thế này các bạn nhá. Đấy, được cái là ngoại hình nó xấu nhưng kết cấu nó ngon các bạn nhá. Ok, pin ổn đấy, pin rất ổn, đầy đủ các tính năng mình đã test kỹ hết cho các bạn rồi. iPhone XS Max 5.800.000, máy màu vàng gold.
64GB các bạn nhé. Máy zin đầy đủ tính năng. Con này máy là hàng thay màn nhưng mà nó là thay màn zin. Đấy. Nó không không còn chu tông thôi. Để thay màn không đảo IC nên là nó bị mất chu tông. Bên mình đang để cho các bạn giá chỉ có là 5.800.000. Thay màn zin. Cảm ứng ngon tuyệt vời. Đầy đủ tính năng các bạn nhé. Face ID nhận diện khuôn mặt đầy đủ. 5.800.000. 11 Pro Max bản này là 64GB. Ngoại hình của nó là một chiếc máy hàng zin đẹp. Nói chung là zin nguyên bản 100%. Đây. Đấy, chu tông đầy đủ, nói chung là zin nguyên bản. Con này là đang chạy USB 17.2.1. Pin của nó là 82%, pin vẫn rất khỏe. 11 Pro máy màu vàng. Đấy. 64GB để cho các bạn giá là 7 triệu, để các bạn giá 7 triệu bằng iPhone 11 thường các bạn nhé, mà giá 7 triệu thôi. Ngoại hình của nó là hàng zin đẹp, con này có thể coi là đẹp 97-98%. Nó chỉ gọi là bị xước phe phẩy do dùng ốp thôi, xước rất nhẹ, không có vết cấn, không có vết móp nào cả. Máy zin nguyên bản, tặng phụ kiện đầy đủ như ốp lưng, sạc, kính cường lực, bảo hành 3 tháng nữa 1.1, bao zin cho bạn từ A đến Z, bao quốc tế cho bạn chọn đời. 11 Pro Max. Đấy, máy màu trắng đầy đủ tính năng. Bên mình đang để cho các bạn giá là 8.700.000. 8.700.000 các bạn nhé. Máy màu trắng. Bản 64GB, quốc tế Mỹ. Pin zin 86%, rất khỏe. Đấy, 86%. Bản quốc tế Mỹ này, 64GB, chạy USB 16.6.1 các bạn nhé. Còn đây là cây phiên bản 2 SIM vật lý. Pin 100% đã thay rồi. Máy màu xanh. Ngoại hình của nó là hàng zin đẹp, lung linh, đẹp 99%. Chỉ có một pin là thay thôi. Máy đầy đủ tính năng. Để cho các bạn với giá của nó là 9.200.000. Đấy, 9.200.000 rồi các bạn. Hai SIM vật lý luôn. Tiếp theo đến 12 Pro bản 256GB. Pin của nó 92%. Ngoại hình của nó có xước nhẹ, đẹp tầm 97-98% các bạn nhá. Đấy, đẹp 97-98%. Mặt sau đẹp, mặt trước đẹp. Đấy, pin này, đây mình sẽ. Đây là bản 256GB, bản hai SIM vật lý các bạn nhá. Pin 92% này. Đấy, lại còn được hai SIM vật lý luôn. ZA trên A. Giá để cho các bạn là 10.200.000. Đấy, giá khai xuân luôn luôn rẻ. 12 Pro bản 64GB. 12 Pro bản 64GB, à bản 128GB nhầm. 128GB. Đấy, 9.500.000 các bạn nhá. 9.500.000, 128GB. 10 đang chạy hết 16.6.1. Pin của này 93%, hàng siêu lướt, siêu đẹp, máy màu vàng gold. Tiếp đến là chiếc iPhone 14 Pro Max, máy màu tím, ngoại hình của nó là hàng zin keng xà beng. Bản Việt Nam mua chính hãng ở FPT. Pin của nó còn siêu khỏe 93%. Và bộ nhớ của nó là siêu khủng 256GB. Đẹp len ken xà beng. Đấy. Bên mình đang, đây là bản có lắp SIM vật lý các bạn nhé. Có lắp SIM vật lý. Đấy, 14 Pro Max zin nguyên áp. Bên mình đang để cho các bạn là 23.900. 23.900 các bạn nhé. 12 Pro Max bản 128GB. Hàng zin nguyên bản. Đấy, đẹp 99% luôn. Zin nguyên bản, pin khỏe, pin trên 80, cụ thể là 85. Đấy. Bộ nhớ 128GB đang chạy 17.1.1. Và giá với mình đang để cho các bạn là 12.200.000.
12.200.000, bản quốc tế 128GB. iPhone SE, SE 2 các bạn nhé, máy màu đỏ, zin đẹp 99%. Đấy. Cùng xem pin bao nhiêu phần trăm. Đây là bộ nhớ của nó là 64GB. Đấy. Chạy 16.2. Pin còn tận 85%. Đấy. Pin khỏe không cần thay. Và giá bên mình đang để cây màu đỏ này là 2.900.000. 2.900.000. iPhone X thường bản 64GB, pin thay 100%, để cho các bạn giá 4.200.000. 4.200.000. Ngoại hình zin, vỏ có xước do dùng ốp chứ không có vết cấn móp nào cả. Zin nguyên bản, có mỗi pin là thay thôi. Đầy đủ tính năng. Máy đẹp, tầm con này tầm 97-98%. Đó. iPhone X bản 64GB, màn tay thỏ. Pin 100% rồi. Để cho các bạn với giá của nó là 4.200.000. Tiếp đến là LG V50 Thanh Quy, RAM 6, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 855. Đấy, màn đẹp trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đấy, pin khỏe. Màn con này thì độ phân giải của nó lên đến 2K+, độ rộng của nó là 6.4 inch. Màn tai thỏ luôn, chip Snap, mà giá thì cực kỳ dễ nghe, 2.900.000. Đấy, giá khai xuân 2.900.000. Vsmart Joy 3, hai sim vật lý. Đấy, ngoại hình của nó là len keng xà beng. Pin của nó là 5.000. Đấy, RAM 3, bộ nhớ 32. Đấy, màn hình to, pin khỏe để cho các bạn dùng làm máy phụ hoặc là chạy xe công nghệ. Và giá với mình đang để cho các bạn chỉ có là 950.000. Ồ, 950.000 mà lại còn miễn ship nữa thì không còn gì để gọi là rẻ hơn nữa rồi. Ngon lành cành đào, máy sử dụng được đầy đủ các tính năng nhé, không lỗi lầm gì cả. Tiếp đến là Vsmart Star 5, 1.200.000, lại còn được miễn phí ship. Rồi, quá đẹp, quá tuyệt vời. Đấy, hàng len keng xà beng luôn. Pin cũng 5.000, dùng mấy ngày không hết pin luôn. Đấy, màn đẹp, đây là tất cả là bên mình dán chống xước luôn. Bọc da đẹp, len keng xà beng, đều là bản 2 sim. Đó. 1.200.000. Redmi 8A. Đấy, cũng pin 5.000, bộ nhớ 32GB. Ngoại hình của nó cũng xước sát. Xước sát bốn góc. Đấy, cũng 1.200.000. Pin siêu khỏe. Để từ trước Tết đến giờ này các bạn, quên không tắt nguồn. Để giờ vẫn còn pin. Oppo A5s. Đấy, Oppo A5s bản 2 sim. Bộ nhớ là 32GB, RAM 3. Để cho các bạn giá là 1.100.000. Đấy, ngoại hình của nó có xước sắt nhé. Theo năm tháng nhé. 1.100.000. Tất cả gì nguyên bản. Sony L4 1.500.000. Sony L4 một sim. Nói chung là người ta bảo LED như Sony rồi, màn cực đẹp. Bộ nhớ 32GB, máy một sim, 1.500.000. Ngoài ra hàng full hộp có Vsmart Line 4. Vsmart Line 4 giá là 2.000.000. Máy đã rẻ còn miễn phí ship này, đầy đủ phụ kiện. Đấy, đầy đủ phụ kiện này, cả ốp này. Vsmart Line 4 2.000.000 các bạn nhé. Redmi 12, Redmi Note 12 Pro còn bảo hành đến 20 tháng 7 năm 2025, máy mới, hàng lưu luôn, bảo hành chính hãng, bảo hành các bạn có thể là bảo hành toàn quốc luôn. Đấy, hàng chính hãng, nói chung là hàng máy mới rồi. Để cho các bạn là 5.500.000 các bạn nhé, 5.500.000 Redmi Note 12 Pro, trong khi đó máy mới đang là gần 7.000.000. Để cho bạn giá 5.500.000 cũng là máy mới, bảo hành lên đến 18 tháng luôn các bạn nhé, 20 tháng 7 năm 2025. Vậy là video đầu xuân bên mình cũng đã giới thiệu qua một lượt các máy đang có tại kênh. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.
Bye bye.